Em có cái áo tròn biến hình cun hay thế. Em lấy ở đâu vậy? Em mua của chị Hà San đấy. Cái áo tròn này có thể làm gì vậy em bắp? Cái áo tròn này có thể biến hình. Wow. Biến hình được luôn. Em thử biến anh xem nào. Ai dạ, ai dạ. Đâu biến quá. Wow. Biến được sữa cun với lại thẻ luôn. Đây là thẻ khám phá cùng cun bảo vệ môi trường đây mà. Wow, cả sữa cun luôn. Em có thể biến hình được cái gì nữa không? Có chứ. Anh đã biến biến từ trong áo tròn ra. Cái gì đây? Wow, đây là cái gì đây hả em bắp? Đây là bạn blue. Người bạn blue à? Người bạn blue nhìn buồn cười tại đây em bắp ạ. Ở bên này mở mắt còn bên này nhắm mắt rồi, còn cả chảy cái nước dãi lắm, bẩn quá. Wow, người bạn blue này chia đôi ra và ở trong xuất hiện một người này đúng không? Ui, em thử mở ra mở vào anh xem nào. Đóng lại này, mở ra này. Đóng lại đầu tiên là mặt blue này mở ra lại thành một mặt khác này. Wow, nhìn rất là ghê luôn các bạn ạ. Anh Gấu Tỏ, nhìn tiếp này. Để xem áo tròn biến hình ra cái gì nữa nào các bạn ơi. Ai chà chà, ai chà chà. Ui, lại là một người bạn blue tiếp. Ôi, người bạn blue đang gì đấy em bắp ơi, đang chạy bộ à? Ai chà, chân nhờ. Đâu anh thử quay cho nào. Nhìn các bạn ơi, nhìn ở trên thì kinh dị nhưng mà ở dưới đạp xe rất là hài luôn. Đạp chạy bộ. đạp xe này. Ai dạ. Em bắp, áo tràng còn biến hình ra được gì nữa không? Ui. Đây là một đồ chơi gì đây hả em bắp? Nhìn này. Nhìn kia, đây là một người bạn blue đang đứng này. Ở bên này là ngồi này. Lật nhanh là nhìn như kiểu là đang đứng trong một ngồi đúng không em bắp? Đúng. À, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Sáng tạo. Anh Gấu Tỏ, thấy em bị hình giỏi không? Anh biết rồi, em lấy ở trong áo tròn này ra đúng không? Em để sẵn vào đây rồi em lấy ra phải không? Chứ làm sao mà biến hình được phải không? Anh cũng có mấy món đồ chơi, để anh lấy cho em xem. Đồ chơi Pikachu của anh đây, em bắt thấy dễ thương không? Có, anh Gấu Tỏ ơi. Đây này, em bắt vào nhìn cái mồm của Pikachu, chúm chím, nhìn rất là dễ thương nhỉ? Đáng sợ không? Một Pikachu đang dễ thương mà bây giờ lại thành một Pikachu há mồm rất là kinh dị luôn. Có cả mấy hàm răng nhọn ơi là nhọn, mấy cái răng nhọn ơi là nhọn luôn. Vù em bắp luôn. Còn sợ hơn cả người bạn blue của em bắp lúc nãy nữa nhờ. Anh có 3 quả Pokemon, em bắp thích quả nào chọn đi. Em thích quả này. Quả màu đỏ à? Rồi bây giờ em đập ra xem. Wow, quả màu đỏ hiện ra. Một Pikachu này các bạn ơi. Này cho em bắp luôn. Đến lượt anh sẽ đập quả vàng này đi. Wow. Đây lại hiện ra một Pokemon tiếp nhưng không biết Pokemon này là Pokemon gì đây. Rồi còn quả này nữa cho em bắp đập tiếp. Ui trời ơi, đây là đây cũng là một Pokemon nữa này. Nhưng mà Pokemon này là Pokemon xấu phải không em bắp? Đây. Mà trời sắp nắng rồi, hay là bây giờ anh em mình về nhà thi vẽ đi. Thi vẽ quá đơn giản. Wow, em bắp, vẽ xong chưa? Anh xem nào, em vẽ cái gì đây? Nobitao đang đi vứt rác vào thùng rác này. Đúng rồi, anh em mình phải ăn uống xong rồi phải vứt rác vào thùng rác, vứt đúng nơi quy định. Em bắp có ý thức bảo vệ môi trường ghê. Anh cho em bắp bức tranh này 10 điểm luôn. Đấy. Wow. Để em xem mà có gì không? Đây chỉ là con rắn giả, anh đút vào đây để chuôn em bắp thôi. Anh dám chuôn em à? Ở lượt thi đầu tiên, anh em mình sẽ vẽ người bạn blue, một nhân vật đang rất là hot. Người bạn blue vẽ quá dễ. Người bạn blue này đội một cái vương miệng màu vàng, một cái đầu rất là tròn, một bên mắt thì hình chữ X và một bên mắt mở, cái mồm thì cười nhếch nhác. Wow, nhìn có vẻ dễ vẽ đấy. Em bắt đầu vẽ trước này. Wow, một cái đầu. Wow, tròn ghê, giống cái đầu blue rồi đấy. Rồi cái vương miệng tiếp theo này. Đẹp chưa? Em bắp đang vẽ cái mắt rồi các bạn ơi. Để xem em bắp vẽ một cái mắt bên cạnh nữa kìa. Wow. Cuối cùng thì anh em mình cũng đã vẽ xong người bạn blue. Bây giờ chúng mình sẽ gọi Hà Sam đến chấm điểm các bạn nha. Ai gọi Sam đấy? Có Sam đây. Ta-da! Ôi trời ơi các bạn ơi, hai người bạn blue nó lại hợp tông xẹt tông với cái áo choàng cun của mình thế chứ lì. Sao ơi, hôm nay chị xinh thế. Ôi dồi ôi, lại lấy lòng mình đây mà. Chị có phải như không? Chị dựa lưng vào đây đi. Ôi dồi ôi, thế này thì có phải là chống em 10 điểm hay không?
mà thôi, mình sẽ chấm điểm công bằng các bạn nhá. Đầu tiên là bài của anh gấu đỏ các bạn ạ. Rồi, người bạn Blue xem ảnh gốc. Úi giời ơi, úi giời ơi, nó giống lắm các bạn ạ. Giống 100%. Này, từ cái rốt mắt nổ mắt xịt này, rồi đến cái vương miện này các bạn ơi. Mà hình như là vương miện này giả hay sao, nhìn thấy màu mè nó giống giả lắm các bạn ạ. Ôi, tay này, ôi, điệu cười ma mãnh. Giống giống các bạn ạ. Bài này mình sẽ chấm cho 9,5 điểm. Bởi vì trừ đi 0,5 điểm là cái kiểu là tô màu đây ở đây các bạn nhé. Vẫn còn những cái chỗ trắng này các bạn ơi, nó không đều màu lắm. 9,5. Bài của em bắt đầu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đang nhìn cái bài 9,5 điểm nó đang gọi là sáng rực mắt, thì sang cái bài này như kiểu là ngụp trong đống bùn các bạn ạ. Ôi trời ơi, nhìn này, cũng là mắt nổ mắt xịt đấy, nhưng mà đây là phiên bản Fakia các bạn ạ. Trời ơi, ở đây lấy đâu ra chân, mà từ đâu rồi loài ra được hai cái chân này các bạn ơi. Rồi lại hai cái tay, tay to tay bé này. Tay này kiểu như là bị teo cơ ấy các bạn ạ. Rồi, ôi mồm này, ôi trời ơi, mà người một màu mà đầu một màu. Thế này là Fakia rồi. Thế bài này chấm chấm trước cơ là tặng cái gối 7 điểm. Em đang chiêu anh à? Anh sẽ làm một trò ảo thuật biến mất tờ giấy này cho em bắt xem. Em bắt nhìn cho kỹ nhá. Đây, tờ giấy ở đây đúng không? Nhìn này, chuẩn bị anh úp mất nó này. 1, 2, 3. Nhìn này, bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Ở lượt chơi thứ hai, chúng mình sẽ vẽ Pikachu. Pikachu đâu? Các bạn ơi, Pikachu kiểu mới ạ. Pikachu. Pikachu này phải đáng yêu ấy, đúng không các bạn? Giấy vẽ của anh đây. Em bắt ai vẽ vào giấy của anh thế này? Giấy của em đây. Em quay cho tôi. Giấy của em đây. Hà Sam, uống sữa mà không gọi anh với, cho anh uống cùng với. Anh thích loại nào thì cứ chọn tự nhiên. Anh uống sữa cuốn sô cô la lúa mạch vì anh cần nguồn năng lượng dồi dào từ sữa để có sức vẽ dẹt dẹt danh quả của Cun luôn. Đâu chỉ bổ sung năng lượng, sữa Cun sô cô la lúa mạch còn có bộ công thức cao lớn hỗ trợ chúng ta cao lớn hơn mỗi ngày đó. Yêu uống sữa trái cây vì em thích uống sữa chua chua ngọt ngọt ngon ngon, còn tăng cường hệ miễn dịch. Sốp cho em order một lốc sữa chua uống Cun đi ạ. Ôi giời, Huyền Vi thích chơi khác mọi người quá nhờ. Đâu có, mấy nay em ăn vặt hơi nhiều nên là bụng đầy, làm gì cũng mệt mệt. Phải uống sữa chua uống, bổ sung vi chất để hỗ trợ tiêu hóa, có sức khỏe chơi với mọi người chứ. Ừ nhỉ, bụng khỏe thì mới chơi được vui. Ê, sữa chua của em đây. Em xin chị nha, em thích uống sữa này lắm đấy. Uống đi em bắp, uống đi để anh em mình tiếp tục so tài, so tài. Ngon quá, ngon tuyệt vời ông mặt trời. Cuối cùng thì bài vẽ của mình đã xong. Để xem bác xong chưa? Em bác vẫn đang vẽ à? Em bác ơi, gần xong chưa? Em bác ơi, em bác vẫn xong chưa? Em bác. Úi giời ơi, đang ngủ rồi các bạn. Vừa ngủ vừa quẻ, đã vừa ngủ đúng ra. Hiện tại trên tay tôi đang giữ hai tấm bài thi của gấu đỏ và em bác. Nhưng mà trước khi chấm điểm thì mình sẽ công bố một phần thưởng vô cùng thú vị ở lượt chơi này. Đó chính là rất nhiều thẻ khám phá của nhà tài trợ Huyền Vi. Ui, nhiều thẻ khám phá thế. Thẻ này á, đổi được một đống quà Cun mới luôn đấy. Đâu đâu, đổi được gì nào? Thời gian từ mùng 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, trong mỗi lốc sữa Cun dạng hộp giấy bất kỳ sẽ có thẻ khám phá. Anh chỉ cần ấy sưu tập gom gom các thẻ đấy lại để đổi quà thôi. Tích lũy 24 thẻ sẽ đổi lấy được một chiếc gối siêu Cun. Tích lũy 36 thẻ sẽ đổi lấy được một áo choàng biến hình Cun. Đặc biệt hơn, nếu mà anh may mắn
săn được thẻ đặc biệt thì sẽ đổi lấy được một chiếc lèo côn siêu cấp. Có cả lèo nữa. Nếu mà anh thắng, anh sẽ đổi quà lấy lèo đi cắm trại ngay và luôn. Ai có đủ thẻ chỉ cần liên hệ với đại lý sữa Côn nơi mình ở, hoặc fanpage Côn, hoặc hotline 1900 633 571 là có người hướng dẫn đổi quà nè. Vậy kết quả là ai thắng để nhận được số thẻ nào? Em chấm điểm đi. Đầu tiên là bài của anh Gấu Đỏ. Ôi trời ơi, đây hình gốc nó như thế này, thế mà không hiểu vì sao Pikachu nó vào cái trang của anh Gấu Đỏ nó tăng được chục 100 cân các bạn ạ. Ôi trời ơi, béo phì thôi, quá hơi cân béo quá một cân. Tí thôi nhưng mà vẫn giống mà. Ôi trời ơi, giống đâu mà giống. Cái đuôi của Pikachu làm gì có cái màu đỏ chét như này anh ơi. Ôi trời ơi, nhìn này. Ôi trời ơi, râu của anh ơi. Đây là cái râu hả? Đâu, Pikachu cũng gần giống như thế mà. Ôi trời ơi, gần giống đâu mà gần giống. Ôi trời ơi, nhìn này không khác gì con chuột mà kiểu nó ăn nhiều quá các bạn anh ạ. Ôi trời ơi, đây này. Ôi trời ơi, còn có cả lông mày nữa anh ơi. Lúc đầu anh cứ tưởng Pikachu có lông mày, vẽ xong rồi mới nhớ ra là Pikachu không có lông mày. Mà vẽ bằng màu không xóa được hả Sam ạ? Ôi trời ơi, nhưng cái bài này. Nhưng mà không sao đúng không? Nhìn vẫn đẹp trai mà. Đẹp trai gì mà đẹp trai. Chân này không khác gì chân chuột đấy. Như bài này á, 5 điểm. Ui dồi ôi, còn 5 điểm. Thôi em, bài của em bắt em được mấy điểm? Ta-da. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi anh ơi, cân đối vừa vặn. Người ta là nó phải đáng yêu như thế này. Lần này em vẽ quá đẹp luôn. Đây các bạn ơi, nhìn này, màu sắc này kết hợp quá là hoàn hảo. Tuy nhiên thì hơi có chỗ này nó bị lem đem các bạn ạ. À. Rồi, ok. Nói chung là nó cũng nuột đấy. Thì mình sẽ chấm cho cái bài này là 9 điểm. 9 điểm luôn. Như vậy, em bắt tổng hai bài thi là được 16 điểm. Còn anh Gấu Đỏ là chỉ được 14,5 điểm thôi các bạn ơi. Em bắt là người chiến thắng. Và em bắt sẽ được rất nhiều phần quà. Đó chính là rất nhiều thẻ khám phá của Côn. Còn anh Gấu Đỏ ấy, thua nên là ấy, phải đi nhặt rác và phân loại rác đúng nơi quy định anh nhá. Anh đã để một đồ vật ngẫu nhiên vào chiếc gối siêu Côn này. Nếu mà em bắt đoán được trong gối này có cái gì thì sẽ được luôn. Đoán đi, xem là có biết cái gì không hả em bắt. À, quả trứng. Quá wow, đúng luôn, dễ quá đúng không? Bây giờ đến lượt em nhét vào và anh đoán. Ái chà chà, đoán ra rồi. Đây giống như gọi là cái ống nước ấy, tròn tròn dài dài. À, lại còn có cả một cái đầu to to. Ui, vòi hoa sen, đúng rồi, vòi hoa sen. Thì kéo lên cái này, ơi. Đây, đâu phải vòi hoa sen đâu, đây là con Happy Cookie đây, ống nước dài dài đây. Ui dồi ôi, em bắp mà để như thế này, anh làm sao mà đoán ra được? Này, giải em này. Đào đi. À, đoán đi. Em biết rồi, đây là con chim. Con chim á? Con chim mặt cả lông như thế này. Đây không phải là con chim, đây là con gà trống. Em bắp làm rụng cả lông con gà này rồi đấy em bắp ạ. Vậy là mình và em bắp vừa kết thúc cuộc thi vẽ xong. Các bạn thấy ai vẽ đẹp hơn? Và các bạn ơi, các bạn ở nhà đừng quên cùng Côn làm việc tốt mỗi ngày nha. Đặc biệt là bảo vệ môi trường xung quanh, phân loại rác thải, chăm sóc cây xanh để môi trường xanh sạch đẹp nhé. Còn bây giờ, video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các bạn nha.